Mới mua bình hoa này phải lấy hoa về cắm mới được. Ôi bình hoa đẹp thế nhỉ, phải mang đi đổi đồ ăn mới được. Quán cho cháu đổi bình hoa này lấy đồ ăn. Ui bình hoa này công mà lấy hết cả bàn đồ ăn này luôn đi.